Hello anh em, đây là MGN Esports, thời đại nào cũng có những anh hùng của nó, của nhầm. Lĩnh vực nào cũng có những siêu sao sáng giá riêng của nó. Các cá nhân kiệt xuất làm hàng vạn người mê mẩn và cảm thấy được truyền cảm hứng từ họ. Đối với Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp, từng có rất nhiều cái tên xuất sắc như vậy làm chao đảo cả thế giới. Nhưng liệu các anh em đã biết tới các khoảnh khắc hay là thời điểm mà họ vươn lên để trở thành siêu sao vĩ đại hay không? Hôm nay hãy cùng MGN ôn lại một chút những cột mốc đáng nhớ đó nhé. Faker. Chắc chắn không thể bàn cãi rằng quỷ vương bất tử Faker là huyền thoại vĩ đại nhất từng được sinh ra trong bộ môn này. Suốt sự nghiệp dài, Faker đã trải qua tất cả mọi thời khắc thăng trầm, vô số những pha thi đấu ngoài hành lang, biết bao niềm tin yêu lẫn thủ ghét và bộ sưu tập danh hiệu vô địch đồ sộ mà bất cứ tuyển thủ Liên minh Huyền thoại nào cũng ao ước. Dĩ nhiên đối với một huyền thoại như vậy thì khoảnh khắc mà tên tuổi của Faker được bước ra ánh sáng hào quang chắc chắn phải là một thời điểm không thể bị phai mờ. Có lẽ anh em sẽ nhớ tới pha solo Z hạ gục Ryu, tình huống mà cả thế giới đã ngả nón trước một Faker đầy tài năng. Nhưng thực chất cộng đồng Liên minh Huyền thoại bắt đầu cảm nhận một vị vua đã được sinh ra khi theo dõi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Faker. Đó là mùa giải LCK mùa xuân năm 2013, khi này có mang tên là Olympus Championship. Faker với vai trò là đường giữa của đội tuyển SKT T12 mới chỉ bước chân lên sàn đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên trong đời. Trong trận khai màn mùa giải đó của Faker và đồng đội, họ không may phải đụng độ CJ Enterprise rất mạnh với đầu tàu Ambition, một trong những đường giữa hay nhất Hàn Quốc lẫn thế giới đương thời. Tưởng rằng đó sẽ là một trận đấu mà Ambition dễ dàng cho người đàn em mới nhú, biết nước biển thế nào là mặn mà thì kết quả lại ngược lại hoàn toàn. Faker hủy diệt Ambition ở đường giữa một cách hùng bạo, trực tiếp giúp cho SKT có chiến thắng 2-0 trước đối thủ. Đáng chú ý, ở một tình huống giai đoạn đầu trận, Ambition và Faker đang hòa hoãn ở đường giữa thì người chơi kỳ cựu hơn lên cấp 6 với vị tướng Khazis. Thế nhưng, vô cùng khó hiểu là Ambition đã nhấn nhầm nút tiến hóa kỹ năng và vô tình tự làm mình bất động trước mặt Faker. Không bỏ qua cơ hội, quỷ vương trẻ tuổi đã ngay lập tức hạ sát đối thủ, khiến cả nhà thi đấu phải ồ lên trầm trổ. Từ lợi thế đó, Faker dường như không cho Ambition thở một giây phút nào và bóp nghẹt trận đấu với tỷ số 2-0 thắng lợi cho SKT. Giây phút vô cùng hài hước đó chính là mạng hạ gục chuyên nghiệp đầu tiên của Faker, khởi đầu cho một sự nghiệp cực kỳ huy hoàng sau này. Liên minh huyền thoại Hàn Quốc từ ngày hôm đó đã tin rằng họ sắp sở hữu một huyền thoại xuất chúng, còn bản thân Faker và Ambition, họ dù đã quên nhiều thứ trong sự nghiệp thi đấu nhưng luôn nhớ như in khoảnh khắc lịch sử năm nào. Uzi. Nhắc tới Faker thì cũng phải gọi tên Uzi, kỳ phùng địch thủ người Trung Quốc nổi tiếng là quỷ vương huyền thoại. Uzi được biết đến như là xạ thủ xuất sắc nhất thời đại, từng khiến bao đối thủ phải bất lực chịu chói mỗi khi đối đầu ở đường dưới. Dù về nhì không biết bao nhiêu lần nhưng tự chung lại, Uzi vẫn có khá nhiều thành công huy hoàng và được cả thế giới tôn trọng tài nghệ đỉnh cao. Gia nhập tổ chức Royal Club vào cuối năm 2012, Uzi sau đó đã cùng đội tuyển tham gia chung kết thế giới 2013 với tư cách là lá cờ đầu mạnh nhất Trung Quốc. Royal được đặt cách lọt thẳng vào vòng tứ kết và đối đầu với bại tướng OMG, đội họ từng đánh bại ở giải quốc nội. Trong trận cầu nội chiến này, Royal của Uzi đã dẫn trước 1-0 và ở ván quyết định, xạ thủ trẻ tuổi quyết định chọn Vayne, vị tướng tủ của Anh. Thế trận diễn ra tới phút 24, dù lợi thế mạng hạ gục nghiêng về Royal nhưng vẫn khá cân bằng cho cả hai bên. Trong tình huống đó, hai đội lựa chọn tiếp tục va vào nhau ở khu vực rừng của OMG và vô cùng bất ngờ, bằng một quyết định điên rồ hoặc được thần linh chỉ dẫn nào đó, Uzi tìm được đường vòng và bất ngờ xuất hiện giữa cả đội hình OMG. Tự lấy bản thân tạo nên thế bánh mì kẹp chả cùng đồng đội, mặc cho viễn cảnh anh bị bắn chết rồi hạ gục nhanh chóng sẽ khiến Royal thua giao tranh ngay lập tức. Nhưng không, Uzi bằng kỹ năng quá hoàn hảo khi sử dụng Vayne đã bắn gục hoàn toàn đối thủ trong sự điên đảo của cả khán trường lúc đó. Sau pha xử lý quá xuất thần này, Uzi giúp cho Royal đả bại đối thủ 2-0 trắng, tiếp tục vượt qua vòng bán kết và chỉ chịu thua trận ở chung kết trước SKT. Và từ đó một huyền thoại cũng đã được khai sinh. Optimus trở về với khuôn khổ Liên minh Huyền thoại Việt Nam, mảnh đất nơi đây cũng từng là bước đệm cũng như là nơi chắp cánh ước mơ cho rất nhiều những tài năng xuất chúng, những huyền thoại trong lòng yêu mến của người hâm mộ. Bên cạnh thế hệ đầu tiên của Sài Gòn Jokers vĩ đại, người từng sát cánh cùng họ Optimus cũng được kính trọng, xem như là huyền thoại của Liên minh Việt Nam. Xuyên suốt sự nghiệp đầy thăng trầm, giáo sư Cường gần như đã cống hiến tất cả những tinh túy nhất của con người anh cho Liên minh Huyền thoại, cho esports, thậm chí đến thời điểm hiện tại vẫn là như vậy. Khía cạnh tuyệt vời đó giúp cho Optimus dù có nhiều kẻ yêu người ghét, nhưng hầu hết đều thừa nhận anh là một cá nhân tâm huyết hiếm có, một trong những bộ não chiến lược gia đẳng cấp nhất Liên minh Huyền thoại Việt từng sở hữu. Quay ngược lại thời điểm cuối năm 2013, khi Sài Gòn Jokers đang thi đấu rất bết bát tại đấu trường GPL mùa đông vì sự suy giảm phong độ của vài thành viên lớn tuổi, bà lãnh đạo nhà cựu vô địch Việt Nam đã thực hiện quyết định táo bạo làm thay đổi lịch sử. Nick Swarder, kỳ cựu được thay ra nghỉ,
Người vào sân thế chỗ cho huyền thoại đường giữa được cả Việt Nam yêu mến lại là một thằng nhóc chẳng ai biết rõ tên tuổi Optimus. Nhưng trong cơn bão hoài nghi đó của cộng đồng, chàng trai trẻ Optimus lại thi đấu vô cùng xuất sắc để thổi vào SAJ, một luồng gió mới giúp cho đội tuyển giành chiến thắng chung cuộc. Kể từ sau khoảnh khắc này, Optimus trở thành tuyển thủ mid chính thức của Sài Gòn Jokers, là nguồn cảm hứng trẻ trung để đội tuyển hồi sinh và chiến thắng những trận quan trọng, góp mặt trong vòng playoff. Ở trận tứ kết đối đầu với Hồng Kông Attitude, Sài Gòn Jokers đã gặp phải một đối thủ ngang cờ vô cùng khó chịu. Giữa lúc tình thế giằng co, chưa biết ai sẽ hơn ai, thì sự khác biệt đã đến từ Optimus, ngôi sao trẻ tuổi nhất. Trong một tình huống Sài Gòn Jokers tổ chức phản ganh ở đứng trên, Optimus đã đảo lên, tiếp ứng cho hai người đàn anh là QTV và Yuna. Khi nhận thế dừng của đối phương, Sivana có dấu hiệu sẽ thoát về thành công bằng chiêu cuối. Đó cũng là lúc Optimus tài ba hành động. Bằng khả năng đặt quả cầu của Oriana đúng chỗ và thực hiện chiêu cuối xoáy sóng âm được căn chỉnh thời điểm hoàn hảo, Optimus đã không cho đối thủ một cơ hội nào để sống sót với một pha xoáy cầu quá đỗi đẹp mắt. Tuyệt đẹp, một pha thi đấu rất tuyệt vời của Optimus. Từ tình huống này, Sài Gòn Jokers có lợi thế rất lớn về tâm lý cũng như thế trận để tiếp tục snowball thành công và kết thúc ván đấu cũng như sau đó chiến thắng luôn cả trận tứ kết. Còn đối với Optimus, sau pha thi đấu xuất thần, cả cộng đồng Liên minh huyền thoại đã biết anh sẽ là tương lai, là tuyển thủ đường giữa số 1 Việt Nam sau này. Nhưng cũng thật trớ trêu, khoảng thời gian đỉnh cao của huyền thoại Optimus bắt đầu bằng cú xoáy của Oriana, kết thúc cũng bằng cú xoáy của Oriana. Insect, một trong những vị tướng được yêu thích nhất mọi thời đại của Liên minh huyền thoại. Vâng, đó chắc chắn phải là thầy tu mù chứ danh Lee Jin. Từ lần đầu xuất hiện trong Liên minh huyền thoại, Lee Jin đã được vô số game thủ từ hàng thế hệ tin tưởng lựa chọn để chơi vì bộ kỹ năng gần như hoàn hảo, cũng như mức độ thỏa mãn cao nếu như thuần thục được vị tướng này, do Lee Jin đòi hỏi trình độ kỹ thuật của game thủ về mức tay to trở lên. Dĩ nhiên được theo dõi các game thủ chuyên nghiệp, những người chơi tài giỏi xuất sắc nhất, sử dụng Lee Jin sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời dành cho khán giả hâm mộ. Và ở sự kiện siêu sao đại chiến thế giới năm 2013, đỉnh cao của trải nghiệm đó đã diễn ra. Insect, người đi rừng trực thuộc đội tuyển KT Bullies của Hàn Quốc, là tuyển thủ nhận sự tin yêu nhiều nhất từ người hâm mộ ở quê nhà để góp mặt trong đội hình siêu sao Hàn. Ở trận đấu Hàn Quốc đối đầu với siêu sao châu Âu, Insect đã khiến lịch sử Liên minh huyền thoại thay đổi mãi mãi. Trong một pha rình rập tấn công chủ lực đối phương ở đứng dưới, Insect với vị tướng Lee Jin trong tay bất ngờ thực hiện một chuỗi kết hợp chiêu thức cực kỳ mãn nhãn để đá xạ thủ địch về đội hình mình và diệt gọn. Khỏi phải nói, cả cộng đồng trên thế giới khi đó gần như nổ tung trong phấn khích vì pha xử lý này của Insect. Có lẽ rất nhiều game thủ cũng chưa từng được biết rằng vị tướng Lee Jin lại có tiềm năng thực hiện một chuỗi combo vừa đẹp mắt, vừa mang tính hiệu quả cao, có thể định đoạt luôn cả trận đấu như vậy. Và kể từ thời điểm đó, Insect được tôn lên làm thánh, đứng tối cao có công đưa kỹ thuật đá ngược chứ danh của Lee Jin ra ánh sáng, hoàn thành nốt những gì mà Diamond Prox đã để lại. Và tên của Insect cũng được người đời lấy để đặt cho combo này. Người người tập Insect, nhà nhà tập Insect, bất kỳ ai đã chọn chơi và tập luyện vị tướng Lee Jin, họ sẽ chỉ được cho là biết đánh Lee Jin nếu như đã thuần thục được kỹ năng Insect. Những huyền thoại Lee Jin sau này như Sop, Peanut, Lang, Barossa, Sven Keren, Senna hay các streamer chùm Lee Jin như là Gripress hay là Gay đều sáng chế ra những combo Insect mới mẻ từ cảm hứng của combo huyền thoại sóng âm, vô ảnh cướp, cắm mắt hộ thể và đá nộ long cướp về. Từ sau một pha xử lý xuất thần, cả thế giới Liên minh huyền thoại đã thay đổi. XPK, để nói về khoảnh khắc đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất đến với Liên minh huyền thoại thì chúng ta phải cùng nhau quay về năm 2013. Khi đó là mùa giải mà Katowice được tổ chức ở đất nước Ba Lan. Amnetic với danh xưng là nhà cựu vô địch đầu tiên của Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, tham gia giải đấu cũng với tư cách là một trong các đội mạnh nhất. Chân giữ ở đường giữa của Amnetic là vị thủ lĩnh tài ba đến từ xứ sở bò tót rực lửa, SPK. Cũng tại đây, tại mùa giải này, một huyền thoại đã được sinh ra, một trang lịch sử đã được viết nên. Nó xảy ra trong trận đấu quan trọng giữa Amnetic và SK Gaming. Đội tuyển được dẫn đầu bởi Ocelote tài năng, người đồng hương của SPK. Với tương quan lực lượng gần như ngang bằng, hai bên đã cống hiến cho người xem một trận cầu Liên minh huyền thoại vô cùng căng thẳng và gay cấn đến cùng. Nhưng bước ngoặt đã xảy đến ở thời điểm cuối trận, khi SK có vẻ đang nắm được lợi thế hơn và phá hủy thành công hai đường của Amnetic cũng như liên tục giao tranh thắng. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy và SK chuẩn bị thấy khoảng trống lớn để phá nát nhà Amnetic và giành chiến thắng, thì SPK đã có một kế hoạch. Anh thoát khỏi sự truy cản của đối phương, tìm kiếm một khoảng mù trong rừng SK và dịch chuyển thẳng vào căn cứ của SK, nơi chỉ còn trơ trọi nhà chính sau pha công thành trước đó. Khi những thành viên của SK phát hiện ra, họ ngay lập tức biến về để ngăn cản. Nhưng SPK, trong giây phút xuất thần nhất sự nghiệp vĩ đại của anh, đã thành công phá hủy nhà chính SK khi anh chỉ còn một chấm máu. Tình huống phá nhà lén của SPK đã khiến chính anh, Amnetic và cả cộng đồng Liên minh huyền thoại trên thế giới khi đó bùng nổ trong cảm xúc thăng hoa vì một kết thúc quá đẳng cấp cho một trận đấu căng thẳng đến tận cùng. Kể từ giây phút đó, SPK là biểu tượng vĩ đại của Liên minh huyền thoại. Tên của anh được đặt cho những tình huống đẩy nhà lén thành công, được gợi nhắc vô số lần bởi vô số game thủ Liên minh huyền thoại trên thế giới. Cũng từ khoảnh khắc đó, Liên minh huyền thoại bỗng trở nên khác đi rất nhiều. No!
Và đó cũng là kết thúc của video lần này rồi. Anh em thấy video hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ tụi mình một like và một subscribe nha. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.